ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Và anh chị em quay sang bắt tay hỏi thăm người bên phải khỏe không? Bắt tay người bên trái khỏe không? Bắt tay hỏi người đằng trước, người đằng sau. Và đặc biệt là chúng ta mừng những người nhận thánh Faustina làm bổn mạng, trong đó có cả đoàn Faustina. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Faustina làm bổn mạng. Và bây giờ chúng tôi làm phép ảnh tượng, đặc biệt là làm phép ảnh thánh Faustina, cũng như là tràng chuỗi ảnh tượng cho anh chị em. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Là đấng bao phần trời đất. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ từ ảnh các thánh của Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm đời sống các đấng mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh để tôn kính thánh Faustina. Xin cho những ai siêng năng tôn sùng cung kính thánh Faustina trước ảnh này, thì nhờ lời thánh nữ chuyển cầu được Chúa ban muôn vàn ơn phúc đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành. Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã cho Thánh nữ Faustina được đầy tràn ân sủng lòng thương xót của Chúa. Xin ban cho cộng đoàn chúng con biết đem hết sức mình sống ơn gọi người Kitô hữu, như chính Thánh nhân đã chọn đời cố gắng đạt tới đỉnh cao của đức ái vẹn toàn. Nhờ đó tất cả sẽ được kết hợp với Chúa trong niềm vui của các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Ba-rúc: Can đảm lên nào, hỡi dân ta, hỡi những kẻ mang danh Israel. Các ngươi có bị bán cho dân ngoại, không phải là để bị diệt vong. Các ngươi có bị trao cho quân thù, âu cũng là vì chọc giận Thiên Chúa. Quả thật, khi tế lễ cho ma quỷ thay vì cho Thiên Chúa, các ngươi đã khiêu khích đấng tạo dựng nên mình, Thiên Chúa vĩnh cửu, đấng nuôi dưỡng các ngươi. Các ngươi đành quên lãng. Còn Jerusalem, mẹ sinh thành các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu. Buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở. Hãy nghe đây, các thành lân cận của Sion, Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm. Vì tôi đã thấy cảnh lưu đày, đấng vĩnh hằng giáng xuống trên con trai, con gái của tôi. Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng, nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi. Chớ ai vui mừng vì thấy tôi quá bụa, bị mọi người bỏ rơi. Tôi đã phải sống đơn độc như thế này, vì con cái tôi phạm tội, nia bỏ lề luật của Thiên Chúa. Các con ơi, can đảm lên nào, hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì đấng đã giáng họa sẽ lại nhớ đến các con. Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về, các con phải nỗ lực gấp 10 mà tìm kiếm Chúa. Vì đấng đã giáng họa xuống các con, chính người sẽ giải thoát mà ban cho các con niềm vui cứu độ. Đó là lời Chúa. Làm điều thằng ngày, lòng gấm suy lẽ thật, lưỡi không hề điều ngoa. Lạy Chúa, người công chính sẽ được ở trên núi thánh ngài.
sỉ nhục hoặc làm hại ai. Trong kẻ tôn sợ Chúa Trời, ghét khinh phường gian mai. Lạy Chúa, người công chính sẽ được ở trên núi Thánh Ngài. Thế chi dẫu bị thiệt, người chẳng đơn sai, chẳng thiết ăn năn hối người thăng ngày. Lạy Chúa, người công chính sẽ được ở trên núi Thánh Ngài. Alleluia, alleluia. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo rằng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em hôm nay có vui không? Vui. Tại sao vui? Có nhiều người bảo vì gặp cha, gặp tôi có khi còn buồn hơn. Mà cái quan trọng nhất là anh em gặp được ai? Gặp được Chúa. Gặp được Chúa thì mới vui, và niềm vui đó không ai cướp mất được. Lúc tôi vừa mới dừng xe xuống đây, thấy mấy bà chạy lại nắm tay nắm chân bảo: Giêsu ma, cha vẫn còn sống à? Bảo không lẽ tôi chết. Rồi có mấy người ở bên Mỹ, rồi có mấy người ở bên Úc, rồi Hà Lan sáng nay cũng đến gặp bảo: Cha Giêsu cái này cha béo thế. Bảo cái này trắng trẻo mà béo mập thế. Bảo ngu gì gầy, ngu gì đau, ngu gì mà yếu, ngu gì, phải không? Tại vì chúng ta biết được rằng là khi mình có Chúa là niềm vui của mình. Và chúng ta nghe trong bài tin mừng, đó là các con vui mừng vì tên các con đã được ghi ở
trên trời. Có cái bài hát gì đó, tôi viết tên anh trong trái tim tôi viết tên anh trên lá, trên hoa, tôi viết tên anh tà rằn tàn 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 tàn. Thì thưa anh chị em, người ta thương nhau, người ta yêu nhau, người ta muốn viết tên nhau rồi khắc trên lá, trên hoa. Vừa rồi chúng tôi cũng gần 2 tháng cũng đi dòng duỗi lên Đức Mẹ Núi Cúi, lên Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi đi nhiều nơi. Và đến mấy cái hòn đảo, đến mấy cái núi đá thì tôi thấy mấy bạn trẻ viết tên của mình trên đó cùng với tên người yêu của mình. Rồi viết vẽ hai trái tim rồi lồng vào nhau, rồi ghi tên, ví dụ như tên là Long, rồi tên kia là ghi tên người yêu của mình, ví dụ là gì? Đông, Giê-xu tên là Đông. Thôi Đông thì cũng được, đi kiếm cô nào tên Đông. Rồi tên Long Đông ghi vào nó trên đá, giống như là mình với người đó là mãi mãi không bao giờ nhạt phai. Thì tôi thấy một bạn trẻ nó ngồi nó hì hà nhục, nó lấy đá nó cạo. Nó cạo, cạo một tên đi. Bảo sao mà bạn ngồi vất vả mà lại cạo cái tên đi. Bảo cách đây một năm con với nó ngồi bên nhau và khắc cái tên này. Một năm sau nó đi lấy chồng. Còn lặn lội lên đây còn đục cái tên nó đi cho bỏ ghét. Thì thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ khắc tên nhau bằng tấm lòng của con người, bằng trái tim của con người thì không có gì tồn tại, không có gì bền mãi. Mà Chúa bảo rằng là vui mừng không phải vì con thành công, con làm được chuyện này chuyện kia, cho dẫu là con chữa lành người đau bệnh, cho dẫu là con xua trừ được ma quỷ, cho dẫu là nhân danh thầy mà ma quỷ, cái các con nhân danh thầy mà trừ thì quỷ nó sợ, điều đó chưa phải là vui mừng hẳn đâu. Nhưng vui mừng vì tên các con được khắc ở trên trời, nhìn lên bầu trời thấy chữ, thấy chữ gì? Lòng ngon rồi. Nhìn lên trời mà thấy chữ lòng là ngon rồi. Như là thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu mà ngày mùng 1 tháng 10 chúng ta mới mừng kính, Teresa nhìn lên trời và thấy có chữ gì? T. T là Teresa. Mỗi người các bạn giờ lòng Chúa thương xót các bạn, 3 giờ chiều nghe bon bon bon. Rồi các bạn họp với nhau mà khắc tên các bạn vào trong trái tim Giêsu. Chỉ khắc vào trong trái tim Giêsu như Chúa giơ tay phải ra mời gọi các bạn, và tay trái Ngài chỉ vào trái tim của Ngài, con khắc tên con vào trong trái tim của ta. Thánh nữ Faustina mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, Ngài đã khắc cái tên Faustina ấy vào trong trái tim lòng thương xót. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là nhiệm vụ của con loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa không chấm dứt ở đời này, mà nhiệm vụ ấy còn mãi ở đời sau nữa. Cho nên ngày hôm nay Thánh nữ Faustina vẫn đồng hành với chúng ta để làm công cuộc là loan báo, loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ở đây anh chị em nào là những người ngoại đạo, tức là những người tôn giáo bạn đâu, xin giơ tay. Anh chị em tôn giáo bạn giơ cao tay. Tôn giáo bạn tức là những người không phải đạo công giáo, giơ tay cao lên ạ. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng, chúc mừng những anh chị em ấy. Và anh chị em nào hôm nay ở nước ngoài mà lặn lội mấy chục ngàn cây số về đây với chúng tôi, xin giơ tay. Rồi một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em ở nước ngoài về. Có nhiều người sẽ hỏi tôi rằng là giống như lúc nãy ở dưới mấy anh em bảo vệ nói hôm nay lễ gì mà đông vậy, bảo lễ thánh Faustina, bảo Faustina là ai mà linh mục về đây cử hành lễ, bảo Faustina là như thế này, lắng nghe, nghe không? Nữ tu Maria Faustina thường được gọi là thánh Faustina, tên là Helena của Warsaw, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905. Chị qua đời vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 1938.
tại tu viện dòng tỷ muội Đức Mẹ Thương Xót ở Krakow, nước Ba Lan. Chị đã được Đức Giáo Hoàng tôn phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 với tước hiệu là Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Thánh Nữ là một nhà thần bí vĩ đại của dân tộc Ba Lan, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Helena là một người con thứ ba trong 10 anh chị em và chỉ được học đến lớp 2, lớp 3 tiểu học, tức là cấp 1 ngày hôm nay mà thôi. Ngay từ nhỏ thì chị ấy là một cô bé đạo đức. Khi lên 15 tuổi, chị đã xin đi tu nhưng không được. Cha mẹ cũng từ chối và chắc chắn nhà dòng cũng chẳng chấp nhận một cô bé vừa nghèo, vừa yếu, vừa gầy lại học tới lớp 3 trường làng, ai mà nhận. 5 năm sau, khi lên 20 tuổi, chị được phép gia đình và bề trên đã cho chị nhập vào dòng tỷ muội Đức Mẹ Thương Xót, lấy tên là Maria Faustina, bí tích cực thánh. Trong tu viện, thưa anh chị em và thưa các bạn, Faustina không được làm những công việc giống như là đánh đàn hoặc là cắm bông hoặc là đi dạy giáo lý như những chị em khác, mà Faustina chỉ làm những công việc rất hèn mọn như là lo bếp núc, lo làm vườn, lo giữ nhà, lo gác cổng mà thôi, và được coi là một nữ tu bậc hai và bị mọi người coi thường, khinh bỉ, coi rẻ. Chị làm tất cả những công việc đó với lòng khiêm nhường, sự vâng phục và đặc biệt là lòng tín thác. Thưa anh chị em, vào ngày 22 tháng 2 năm 1931, chị Faustina được một thị kiến, đó là Chúa Giêsu đã hiện đến với chị và chị thấy toàn thân Chúa rạng sáng. Và từ trái tim cực thánh Chúa, chúng ta thấy chiếu tỏa hai luồng sáng. Một luồng là màu trắng, người ta vẫn làm màu xanh nhạt để thấy rõ, khỏi lẫn lộn với cái áo màu trắng của Chúa mặc. Một luồng sáng là màu đỏ, màu trắng là tượng trưng cho, màu đỏ là tượng trưng cho máu, nước và máu từ trái tim Chúa rửa sạch, thánh hóa những con người biết chạy đến với Ngài. Và chúng ta thấy là trong tấm hình lòng thương xót Chúa, Chúa đi chân trần, bước ra từ trong bóng đêm. Cái nền đó phải là nền đen, nền xanh đẫm, là Chúa từ trong bóng đêm và đi chân trần trong tư thế là đang bước ra, chứ không phải là đang đứng ở trên bệ. Nếu mà ai làm mà Chúa đứng ở trên bệ hay trên trái cầu là không phải, nhưng mà đang bước ra từ trong bóng đêm, trong bóng tối của tội lỗi, của những cái gì là thuộc về thế gian, thuộc về Satan. Chúa từ trong bóng đêm đó bước ra như là một người chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, và tay phải của Chúa giơ lên để chúc lành, và tay trái của Chúa chỉ vào trái tim như là mời gọi tất cả những con người đang ở trong bóng đêm của tội lỗi, của sự chết, của đau ốm, của bệnh tật, của hận thù, của ghen ghét, hãy chạy đến với Ngài. Hãy chạy đến, và như chúng ta nói lúc nãy là hãy ghi tên của mình vào trong trái tim Chúa. Ngày hôm nay người ta sợ ghi tên của mình vào cái sổ gì biết không? Sổ nợ, sổ vàng cái gì bà này. Mà gặp cái tên mà ghi vào sổ nợ là coi như tiêu rồi, đúng không? Ghi vào sổ vàng đã ngon chưa? Chưa chắc đã ngon. Có khi chỉ ngon là vì mình hãnh diện, vì tôi đây là đại ân nhân, tôi đây là người đóng góp được ghi tên trong sổ vàng, vì chúng ta hãnh diện. Chúa bảo đừng hãnh diện vì cái chuyện tên mình được ghi vào sổ vàng của thế gian này, để người ta tôn vinh, để người ta ca tụng, rồi có một cái chỗ đặc biệt, mỗi đi đâu cũng được ngồi vào cái hàng VIP, chả ăn thua gì. Nhưng mà quan trọng là tên mình được ghi ở trên trời. Thì Faustina chấp nhận
là cái tên mình bị xóa hoàn toàn trên bản đồ thế giới, xóa hoàn toàn ở trong nhà dòng, không ai còn biết Faustina là gì. Và Faustina chỉ một lòng chạy đến với Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót mà thôi. Và Chúa truyền cho Faustina họa lại tấm hình này. Và dưới tấm hình đó có hàng chữ là lạy Chúa Giêsu. Bây giờ mỗi người chúng ta chạy đến cầu nguyện cũng tha thiết lặp lại chính lời mà Chúa Giêsu nói Faustina, viết y như vậy là lạy Chúa Giêsu. Y như vậy, không hơn, không kém, không thêm, không bớt, thưa anh chị em. Và Chúa ban cho Faustina được một cái đặc ân được gọi là tông đồ và là thư ký của lòng Chúa thương xót. Và Chúa truyền cho Faustina ghi lại tất cả những lời mà Chúa Giêsu muốn Faustina ghi, từng câu, từng chữ trong cuốn sách gọi là Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Và chúng ta thấy Faustina chỉ học tới lớp 3 trường làng mà ghi lại được một cuốn nhật ký dày như thế, cả mấy trăm trang, là do chính Chúa đọc cho Faustina ghi lại. Trong đó chúng ta thấy có chuỗi kinh lòng thương xót, trong đó có tuần kiểu nhật kính lòng thương xót, trong đó có kinh cầu lòng thương xót, trong đó có kinh tín thác. Những lời kinh mà chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay không phải là do con người đặt ra, cũng không phải là do Faustina sáng tạo ra, mà chính Chúa dạy Faustina viết lại, và Chúa dặn là đúng từng câu từng chữ như thế. Vậy thì ngày hôm nay mà anh chị em cầu nguyện với chuỗi kinh lòng thương xót, với kinh cầu lòng thương xót, thì đó là điều mà chúng ta thực hiện thánh ý của Chúa qua thánh nữ Faustina. Thưa anh chị em, từ năm 1931 đến năm 1938, trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, thì thánh Faustina đã liên tục đón nhận các thự kiến từ Chúa Giêsu, và Chúa dạy rằng lòng thương xót của Chúa là vô biên vô tận và luôn sẵn sàng chờ đón tất cả mọi người, nhất là các linh hồn tội lỗi hơn hết. Không những vậy, Chúa còn mặc khải và ban cho chị các phương thế để giúp con người đón nhận lòng thương xót của Chúa và đáp lại lòng thương xót bằng việc cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Đó là hai phương thế hữu hiệu, hiệu nghiệm, đó là đôi cánh để chúng ta bay thẳng về trời đến với lòng thương xót Chúa, là cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Nếu chỉ có cầu nguyện mà không thực hành lòng thương xót vẫn còn thiếu, tức là chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta, mà ta không thể thực hành lòng thương xót được nếu mà không cầu nguyện với lòng thương xót với trọn niềm tín thác. Chỉ có với niềm tín thác cầu nguyện sắc tín mạnh mẽ như vậy thì chúng ta mới có thể dấn thân mà loan báo, loan truyền, làm chứng và thực hành lòng thương xót. Và người ta chỉ có thể tin được nếu mình thực hành lòng thương xót. Còn nếu ta chỉ nói về lòng thương xót, nếu ta chỉ kêu gào lòng thương xót mà trong cách sống của mình, từ cái suy nghĩ của mình, từ lời nói của mình đến việc làm của mình, không cho người ta thấy, không cho người ta cảm nhận, không cho người ta sờ chạm được vào lòng thương xót vô hình của Chúa, thì tất cả những gì mà chúng ta nói về lòng thương xót Chúa chỉ là phèn la não bạt, kêu ầm lên mà không có hiệu quả gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên Chúa hứa ban thưởng cho những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và không kẻ thù nào làm hại được họ. Giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thưa anh chị em, làm thánh dễ không? Khó hay dễ? Khó. Dễ hay khó? Khó.
thưa chẳng khó mà cũng chẳng dễ. Chẳng khó mà cũng chẳng dễ. Vì thứ nhất là mình làm thánh thì phải làm, đó là một cái ơn gọi. Mỗi anh chị em ở đây, ai muốn làm thánh giơ tay. Muốn mà, muốn cơ mà. Muốn không? Chứ bà không muốn thì bà muốn làm cái gì? Chỉ có hai lựa chọn, một là làm thánh, hai là làm quỷ. Không có lựa chọn nào khác. Vì cuối cuộc đời chúng ta chỉ có đứng một là bên tả và một hai là bên hữu thôi, chứ không có lơ lơ lửng lửng, không có ấm ma ấm mớ giờ chừng. Nào, xác định lại, xác định lại, ai muốn làm thánh giơ tay. Vâng, xin một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng các thánh. Quay sang bắt tay hỏi thăm thánh, khỏe không thánh? Bắt tay hỏi thăm thánh Long, rồi thánh Đông, rồi thánh Minh, rồi thánh các thứ thánh. Vâng, tất cả chúng ta được mời gọi để nên thánh. Tất cả chúng ta muốn nên thánh thì phải sống thánh. Đó là điều mà Chúa nói các con hãy nên thánh, vì cha các con là đấng thánh. Cho nên mừng lễ thánh Phô-xê-na, mỗi người chúng ta khao khát, mong ước là con muốn được nên thánh. Vì khi mình có cái mong ước, có cái khao khát đó thì mình mới dám sống thánh. Tôi mong ước giàu thì tôi mới chịu thương, chịu khó đi làm để có tiền. Đúng không? Tôi không mong ước giàu, không mong ước có tiền, chẳng có chịu thương, chịu khó làm gì cả. Anh có thương vợ của anh không? Có không? Trước khi mà lấy cô ta, anh có yêu cô ấy không? Mà muốn lấy được cô ta thì anh phải yêu cô ta. Mà khi yêu cô ta rồi thì mấy núi cũng, mấy sông cũng, mấy đèo cũng qua. Đó mới thực là tình yêu. Đó mới thực sự là anh muốn lấy và muốn cưới, muốn cô ta trở thành người vợ, người bạn đời của anh. Còn mới gặp khó khăn thử thách đã, thôi em mà, mình có duyên mà không có nợ. Úi giời, nghe nó đã chưa? Nghe ngon lắm. Mà thực sự ra là vì mình, cái tình yêu của mình dành cho người đó chưa có đến mức độ mà mình với ta tuy hai mà là một được, nhưng mà chỉ ta với mình tuy một mà là hai. Gặp khó khăn, gặp thử thách thì anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Thế thì cho mình đến với lòng thương xót của Chúa, những lúc vui, những lúc được ơn, những lúc phấn khởi, ai cũng muốn chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn, khi gặp thử thách, khi gặp gian nan, khi mà như là thánh nữ Phô-xê-na nói thế này, anh chị em nghe Phô-xê-na nói thế này đây: tôi không biết mô tả thế nào về tất cả những điều mà tôi chịu đựng, và những gì tôi đã viết cho đến nay chỉ là một giọt mà thôi. Nhớ, những gì mà chúng ta đọc về những đau khổ, thử thách, nhục nhã, ê chề mà Phô-xê-na chịu đựng chỉ là một giọt mà thôi. Một giọt có nghĩa là còn vô số, còn rất nhiều. Có những giờ phút đau khổ thật sự tôi không sao viết ra được. Nhưng cũng có những giờ phút trong cuộc đời đôi môi phải nín lặng, không còn lời để bào chữa. Chẳng còn lời nào để bào chữa. Mặc người ta muốn nói gì thì nói, mặc người ta muốn chê gì thì chê, muốn trách gì thì trách, không còn lời để bào chữa, vì tôi hoàn toàn phó mình cho thánh ý Chúa. Đó là tín thác. Khi ấy chính Chúa bào chữa và can thiệp cho tôi. Và những can thiệp của người bên ngoài cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên khi nhận thấy những can thiệp quan trọng của Chúa tỏ ra bằng hình phạt, tôi đã tha thiết nài xin người thương xót và tha thứ. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được nhận lời. Có những lúc Chúa cho phép xảy đến những đau khổ kinh khủng. Phô-xê-na dùng chữ đó. Anh đã gặp đau khổ kinh khủng chưa? Có đau khổ mà đến mức độ kinh khủng chưa? Chưa đâu anh ơi, mới giờ là gãy ngứa thôi, không sao đâu, chưa sao cả. Mà Phô-xê-na bảo rằng là có những lúc mà Chúa đã cho phép
Chúa cho phép nha, chứ không phải nó muốn xảy ra thì xảy nha. Chúa cho phép xảy đến những đau khổ kinh khủng, và rồi lại có những lúc người không để tôi phải chịu gì cả và cắt hết những gì có thể làm linh hồn tôi khổ đau. Đây là những đường lối của Chúa mà chúng ta không thể dò thấu và hiểu được. Vậy chúng ta hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa. Có những mầu nhiệm trí khôn nhân loại không thể dò thấu trên trần gian này, cõi đời đời sẽ tỏ hiện. Trích trong nhật ký Faustina số 1656. Cho nên thưa anh chị em, thánh Faustina sau nhiều năm chịu đau khổ vì bệnh tật thân xác, sau nhiều năm chịu thử thách về mặt tâm hồn, mà có lúc Faustina bảo rằng: Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Có anh bạn thân với tôi, trong những biến cố vừa mới xảy ra, anh nói với tôi là: Chúa đi nghỉ hè rồi, cha Long ơi. Anh ấy gần như là đi đến mức độ trầm cảm. Anh ấy gần như đến mức độ mà buông xuôi, để nó muốn như thế nào thì muốn, không còn niềm tín thác, bảo rằng Chúa đi nghỉ hè rồi. Chúa đi nghỉ hè rồi, cho nên Chúa chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chúa có nghỉ hè không? Chúa có nghỉ hè không? Có. Chúa đi nghỉ hè thì con cũng đi nghỉ hè. Tôi tính gì mà phải dãy dụa chi cho nó mệt. Chúa nghỉ hè rồi thì con cũng nghỉ hè. Chúa ngủ thì con. Cho nên lúc mà trên thuyền ấy, cho ta thấy không, sóng đóng ầm 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 ầm, Chúa thì đang, Chúa đang ngủ ngon, còn các tông đồ thì hoảng hốt lên. Chúa nói: đồ hèn tin, làm gì mà sợ, có thầy đây mà sợ cái gì. Cho nên nếu mà Chúa nghỉ hè thì con cũng nghỉ hè. Cho nên dân xì phố rồi đây này nha. Thấy đẹp không? Trắng không? Vui không? Khỏe không? Cho chàng pháo tay đi thưa anh chị em. Tội tình gì? Có tội tình gì đâu mà ngồi than thân trách phận. Cả Faustina đã sống như vậy, tin rằng Chúa cho phép cái gì nó xảy ra thì nó mới xảy ra. Thì có lúc Chúa cho thật là đau khổ, và có lúc Chúa cất đi hết tất cả những đau khổ đó, mình cứ hallelujah, hallelujah. Đó, Chúa nghỉ hè thì con cũng nghỉ hè. Chúa bảo: trời ơi, Long ơi, ta nghỉ hè rồi mà sao mày cứ vớ va vớ vẩn, cứ long đong hoài vậy. Qua đây nghỉ hè với ta, nghỉ không? Qua đây ăn với ta, ăn không? Qua đây chơi cờ với ta, chơi không? Chơi chứ, gì không chơi. Thì chúng ta thấy là nếu mà mình tín thác vào Chúa, như Chúa nói với 72 môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay: con phải vui mừng vì tên các con được ghi trên trời. Đi sau một thời gian đi về, nói với Chúa là: con đã làm được cái này, ma quỷ đã sợ con, con đã chữa lành những người bệnh rồi, vân vân và vân vân. Chúa kìm các ông lại, kìm các ông lại, đừng để các ông phấn khởi quá. Cái gì mà mình phấn khởi quá, tao nói là bạo phát thì bạo tàn. Thấy ông này mà tự nhiên mà đang nghèo nghèo, mà hôm nay thấy đồng hồ ấy vàng đeo đầy người, bạo phát thì nó cũng sắp bạo tàn. Nó sắp trở đi theo Alibaba. Có biết Alibaba không? Hai anh em mà đi hùn vốn, huy động vốn mấy ngàn tỷ của người ta, ai cũng tưởng là mới có ba mấy tuổi mà sao giàu dữ vậy. Nó bạo phát thì nó bạo tàn. Cho nên lòng thương xót Chúa không có bạo phát, vì thế mà cũng không có bạo tàn. Đó gọi là lòng, lòng đã nằm bên trong chứ đâu phải cái mặt đâu. Mà mình cứ phải dương ra bên ngoài làm cái gì? Phải đi sâu vào, dìm mình vào. Chúa bảo là dìm mình vào đại lòng thương xót của ta. Chứ Chúa có bảo mình là leo lên phao mà nổi không? Không. Nổi thì chỉ có 3 ngày sau thì mới nổi. Là cái gì? Chết thật. Đừng có ham nổi. Nổi là chết sớm. Cho nên phải dìm xuống, phải ẩn khuất, phải ẩn mình. Và Faustina đã ẩn mình như vậy, ẩn mình vào trong lòng thương xót của Chúa, và cứ bình an giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Âm thầm lặng lẽ dâng lên Thiên Chúa những hy sinh để cầu cho các linh hồn tội lỗi. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1938, Faustina qua đời. Lúc ấy chị mới vừa được tròn
33 tuổi mà thôi, thưa anh chị em. Trong cuốn nhật ký, Thánh Faustina tiên báo rằng công việc của chị sẽ bị cấm một thời gian, nhưng rồi sẽ được chấp nhận, chấp thuận. Quả đúng như thế, thưa anh chị em. Sau khi mà Thánh Faustina qua đời được 20 năm, thì việc sùng kính lòng Chúa thương xót bị tòa thánh cấm. Mãi tới năm 1978 mới được tòa thánh chấp nhận, tức là sau 40 năm. Sau 40 năm mới được chấp nhận. Một công cuộc của Chúa chứ không phải công cuộc của con người, mà còn phải trải qua những cái vất vả thử thách như vậy bởi con người. Bởi con người mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn chịu đựng con người, chấp nhận cái quy luật nó như vậy. Thì chúng ta ngày hôm nay làm sao mà mình muốn đi ngoài cái quy luật đó, mình muốn đi vào lòng Chúa thương xót mà muốn đốt giai đoạn làm sao được, mình muốn đi vào lòng Chúa thương xót mà muốn cứ nổi làm sao được, phải dìm, phải chìm, phải ngấm, phải thấm suốt 40 năm nằm gai nếm mật. Sau đó nhờ chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mà công cuộc đó mới được tiếp tục và được phổ biến mạnh mẽ. Và năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban hành tông thư Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót và tuyên bố rằng Chúa Kitô là nguồn thương xót vô biên và Ngài chính là lòng thương xót nhập thể. Đồng thời, nghe rõ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông thư Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót nhấn mạnh Giáo hội có quyền và có bổn phận, có quyền và có bổn phận loan truyền lòng Chúa thương xót cho toàn thế giới. Giáo hội có quyền, tức là không ai có quyền cấm, và có bổn phận, tức là phải làm, chứ không phải là muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Vừa đó là quyền lợi, vừa đó là bổn phận, là trách nhiệm phải loan truyền lòng Chúa thương xót cho toàn thế giới. Và Chúa nói với Faustina rằng ta mong ước ngày ta trở lại, tức là ngày quang lâm, ngày tận thế, ngày cánh chung, tất cả mọi người trên hành tinh này đều được nghe nói về, nghe biết về lòng thương xót của ta. Nếu có ai chưa biết, chưa nghe về lòng thương xót của ta thì con là người phải chịu trách nhiệm về việc đó. Mỗi người chúng ta trong hội thánh phải chịu trách nhiệm về việc mà tại sao có những người chưa được nghe nói, chưa được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, nữ tu Faustina đã được Thánh Gioan Phaolô II tôn phong chân phước vào ngày 18 tháng 4 năm 1993 và tôn phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, và Faustina trở thành vị thánh đầu tiên của thế kỷ thứ 21. Thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Ngày hôm nay nếu mà anh chị em nào chưa được biết về Thánh Faustina thì chúng tôi xin được giới thiệu với anh chị em Thánh Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng Chúa thương xót, nói rằng một trong nhiệm vụ cấp bách cần thiết, khẩn thiết của giáo hội ngày hôm nay là loan truyền và làm chứng về lòng Chúa thương xót. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng là tất cả anh chị em phải ra đi loan báo và làm chứng về lòng Chúa thương xót. Đó là hiệu triệu mệnh lệnh kết thúc đại hội lòng Chúa thương xót tại Roma. Và thưa anh chị em, trung tâm mục vụ đã nhận Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm bổn mạng và sẽ mừng kính trọng thể vào ngày thứ ba 22 tháng 10. Trung tâm mục vụ có 3 đêm để chuẩn bị, là đêm Chủ nhật mùng 6, Chủ nhật 13 và Chủ nhật 20 tháng 10 này, từ lúc 7 giờ tối cho đến là 8 giờ 30 có những buổi diễn thuyết, cầu nguyện, diễn nguyện
về Thánh Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót, và lễ kính trọng thể vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ ba 22 tháng 10 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn. Đấy, các linh mục, các tu sĩ và những người giáo dân ngày hôm nay tiếp tục cái công việc đó, công việc mà 72 môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay đã ra đi loan báo và làm chứng về tin mừng lòng thương xót Chúa, trở về nói với Đức Giêsu. Khi làm được cái công việc đó thì phần thưởng là gì? Là tên các con được ghi trên trời, chứ không phải tên các con được ghi trong sổ vàng hay là trong sổ đại ân nhân, không quan trọng, không nghĩa gì cả. Và mỗi người anh chị em ngày hôm nay khi mừng kính Thánh Faustina, ta thấy được Chúa đầy vui mừng hân hoan. Sau khi nói điều đó thì Ngài nói rằng: lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải những điều ấy cho những kẻ bé mọn, chứ không cho những bậc thông thái. Những bậc thông thái là những người nghĩ rằng mình có bằng cấp, mình có đẳng cấp, mình có cái gì, quyền, có lực, có danh. Họ nghĩ rằng với tất cả bằng cấp và đẳng cấp đó, họ có thể cảm nhận, có thể biết được về lòng Chúa thương xót. Chúa nói: Cha trên trời không mặc khải lòng thương xót Chúa, không mặc khải những điều đó cho những người cho mình là thông thái, nhưng cho những người bé mọn, là những người chỉ biết rằng: lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Và trong bài đọc 1, chúng ta nghe thấy lời Chúa nói: đôi khi Chúa phải trừng phạt, đôi khi Chúa phải đánh đòn, không phải vì ghét bỏ mà vì thương xót. Đánh đòn, trừng phạt để mình tỉnh ngộ, để mình giác ngộ, để mình hồi tâm mà quay trở về, rồi Chúa lại xót thương. Cho nên trước mỗi biến cố xảy ra, tôi luôn luôn đứng trước Chúa và nói với Chúa: lạy Chúa, đó là lỗi của con, lạy Chúa, đó là thiếu sót của con. Để người này, người kia, kẻ nọ phải nói này, nói nọ, người này chê, kẻ này trách, người kia lên án, và những biến cố xảy ra, đứng trước Chúa đấm ngực và nói: lạy Chúa, đó là lỗi tại con, lỗi tại con và lỗi tại con mọi đàng. Chúa đánh đi, Chúa cứ phạt đi, vì Chúa còn đánh còn phạt là còn thương. Hai vợ chồng với nhau mà hôm nào mà anh đi làm về, bà ấy không thèm ngó ngàng gì với anh, cái đó mới là vấn đề. Còn mà đi về mà nó còn hỏi: giờ đây mới về à? Còn ngon đó, nó còn biết là mình còn về. Anh đi đâu mà giờ này mới về, ăn uống gì chưa, là còn ngon. Còn đi vô giường, nó còn mắc màn cho mà ngủ, vô ngủ lẹ nó có muỗi cắn, là còn ngon. Đúng không? Hoặc có hôm nào đi về mà không thèm nói với anh một câu nào cả. Anh muốn ăn thì ăn, anh muốn ngủ thì ngủ, anh muốn đi thì đi. Thậm chí anh có đưa hình con nào ra trước mặt nó cũng không thèm ghen, không thèm tức, không thèm ngó gì hết, là để anh tiêu rồi. Vì tên của anh không còn trong trái tim của cô ấy nữa. Cho nên vì tên của tôi còn trong trái tim của Chúa, cho nên Chúa mới còn răn, còn đe, còn dạy, còn bảo, còn nói rằng: lòng nè, sửa lại cái này đi con, lòng nè, cái này sai rồi con, lòng nè, cái này đáng đánh đòn này con. Chúa đánh, cứ đánh đi Chúa, vì càng đánh thì là càng thương. Cho nên nếu mà mẹ tôi mà bữa nào không đánh tôi sợ hơn là bà ấy đánh. Không thèm nói gì cả, tôi đi chơi, tôi trốn học về, mẹ tôi chả nói câu nào. Hỏi thăm bà cũng chẳng nói câu nào. Rồi muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, bà cũng chẳng nói câu nào. Cái đó mới là đáng sợ. Còn về mà còn la, còn mắng, còn chửi là còn thương, còn để ý, còn quan tâm. Cho nên nếu mà Chúa còn cho anh chị em mình như người đi với lòng Chúa thương xót mà còn xảy ra biến cố này, còn xảy ra biến cố nọ, thì mình hallelujah, vì Chúa còn thương con, Chúa đang thanh luyện. Này, tôi hỏi anh chị em, muốn được thanh luyện đời này hay thanh luyện đời sau?
lửa bi này nó bao nhiêu độ? 100 độ. Nó có tắt không? Có tắt. Thế nào cũng tắt. Bên chỗ trung tâm một vụ ngay sát bên ngay thủ đô kia mà còn cúp điện. Vừa mới chui vào thang máy bấm một cái nó cúp điện. Lạy Chúa, tôi như rớt vào hỏa ngục. Tối tăm mù mịt, biết sao mà ra được đây, thưa anh chị em. Thế thì tha rằng mình chịu phạt đời này, lửa nó còn tắt. Còn Chúa nói ném vào nơi khóc lóc nghiến răng, lửa không hề tắt. Lạy Chúa, tôi thôi chịu khó chút đi thưa anh chị em. Như Faustina nói, Chúa muốn làm gì con thì Chúa cứ làm. Con tín thác vào Chúa. Cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục, tôi nói con vẫn tín thác vào Chúa. Cho nên không một cái gì có thể làm mình lung lay, lung chuyển được nếu mình tín thác vào Chúa. Này, con bé kia nó ngồi với bà, phải không? Nếu mà không có chuyện gì xảy ra, nó có bám vào bà không? Không. Nhưng mà nếu có chuyện gì mà xảy ra là nó chạy lên, nó bám vai, bám chặt lấy bà, bám chặt lấy mẹ. Nó cứ bám, càng nguy hiểm bao nhiêu thì nó càng bám chặt bấy nhiêu, đúng không? Tôi dỗ dọa mấy đứa, cái là nó bám với mẹ của nó, tôi còn nó càng bám chặt hơn, càng hù bao nhiêu nó không sợ mà nó càng bám chặt vào mẹ nó hơn, vì nó biết rằng có mẹ nó bảo vệ nó không sợ. Thế thì tội tình gì mà phải đi bám vào ai? Mà tôi thấy đứa bé nó hay, nó không bao giờ nó bám vào cái cô kia, cho dù cô ấy to, cho dù cô ấy đẹp, nó vẫn không bám. Mà cái bà nhà quê này, già lão, lù khà lù khụ, mà nó cứ ngồi vào lòng bà, nó cứ bám chặt đi bà. Đấy, tín thác là như vậy. Tín thác là như vậy, chứ không phải tìm cái cô mập, cô to, cô khỏe, cô giàu, cô đẹp mà nó bám đâu, không có. Bây giờ cô có đưa tiền đến, cô dụ nó cũng không theo cô đâu. Mà cứ bám, có khi nó lấy bánh, nhưng mà nó lại bám bà, thế mới đau chứ. Phải không? Mình cứ đưa bánh này mà dụ nó cứ lấy, nhưng mà mình bỏ theo nó không theo. Thì đó là mình tín thác vào Chúa là như vậy. Là tên các con được ghi trên trời rồi. Không có cái lý do gì để mình buồn, không có lý do gì để mình sợ, không có lý do gì để mình phải là cảm thấy hoang mang bối rối gì cả. Chúa nói đừng sợ. Chúa nói đừng sợ. Hỡi những ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa không bảo là đến với ta cất gánh nặng nó cho. Không. Đừng có chơi khôn, đừng có chơi lười, đừng có nằm chờ sung rộng, cứ gánh nặng là đến. Không, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức. Có nghĩa là gánh nặng còn không? Còn. Nhưng mà mình vác, nếu không có tín thác, không có Chúa mình vác mấy mình? Một mình. Bây giờ có Chúa thì mình vác mấy mình? Hai mình. Có người nâng đỡ, có người bổ sức cho mình, thì dạy gì mà không đến, thưa anh chị em. Và vui mừng vì cái điều đó hơn là vui mừng vì tên mình được người ta ghi, người ta khắc, dù là tên đường, dù là tên hội trường, dù là tên dinh thự, bất cứ khắc vào đâu cũng chẳng bằng tên con đã được khắc vào trong trái tim lòng thương xót Chúa. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nương ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới. Hầu noi gương Thánh Faustina để lại, chúng con cởi bỏ con người cũ mà luôn tiến bước theo tinh thần tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mời anh xem đứng. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong lễ kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được chọn niềm tín thác và lòng thương xót của Cha, vì tên của mỗi người chúng ta đã được ghi vào trong trái tim của Cha rồi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả son, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong niềm vui ngày lễ Thánh Faustina, anh chị em quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đứng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, bình an niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta, hãy trao cho bình an và niềm vui ấy. Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để giữ tiệc chiên Thiên Chúa.